Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh của Đức Độ Ruby ha. Hôm nay mình sẽ cập nhật một cái đợt cá mới và có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho video ngày hôm nay. Lên một cái dòng gọi là Dumbo Coin có khuyến mãi tặng cá đơn hàng từ 300 ngàn ha. Quý anh chị và tất cả các bạn hãy xem hết video và xem từng ly từng tí một. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật thật là nhiều dòng cá mới ha. Dòng cá đẹp, dòng cá chất lượng và nhiều dòng cá mới chưa từng lên kênh của mình ha. Đó, đây dòng đầu tiên mà lưu thật răng là những dòng cá giá rẻ đầu tiên cho quý anh chị nha. Và lên tiếp tục cho quý anh chị và tất cả các bạn một dòng gọi là HB Yellow ha. Đó là nửa thân nền đen và nửa thân sau là đuôi vàng ha. Dòng này mình lên một cái bộ gọi là HB Yellow mà theo cơ bản là butter các bạn nha. Đó, theo các bạn rất là đẹp, lên phần vai lưng với lại phần đuôi delta rất là ok luôn các bạn nha. Đó, thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều dòng cá, nhưng mà dòng cá mà nuôi top view đẹp và nuôi nhìn hồ kiến đẹp là dòng HB Yellow các bạn. Khi mà các bạn nuôi càng lâu á, nhìn ở trên á thì cái vây lưng của nó, cái dòng cá này nó màu vàng, và khi mà bơi á giống như những em cá mập á đang lùa lại rất là đẹp nha. Và lên tiếp tục một cái dòng cá khá là độc lạ ha, là White Mosaic các bạn nha. Đó, dòng này thì được cái là môi sắc là những cái như là những cái xếp tầng nó đang xen với nhau giữa cái tông nền nè. Ví dụ màu môi sắc màu đỏ với màu vàng á thì nó đang xen hai tông nền đó, còn đây là White Mosaic các bạn nha. Đó, Dumbo màu sắc với quay màu sắc là khác nhau. Quay màu sắc là sẽ là màu trắng ha, màu trắng đang xen với màu đen nha. Và đuôi nuôi càng lâu các bạn, nuôi cái đuôi delta của bộ này lên rất là lớn ha. Bộ này thì mình nhập của những anh em mà làm cá có tiếng nha các bạn nha, nên các bạn nuôi càng lâu cứ yên tâm ha. Và lên tiếp tục là dòng Blutobat Trend. Đó, bộ cá lên bộ căng uống tròn đang cho ăn Artemia rất là tốt các bạn. Bạn nào thích cho cá ăn Artemia thì có thể liên hệ cho mình qua Zalo luôn ha. Để các bạn có những cái bộ ấp và những cái máy oxy về ấp Artemia cho cá mình ăn cực kỳ tốt. Một trong những loại thức ăn dinh dưỡng nhất là Artemia, bên mình đang có cung ứng ha. Thì Artemia thì mà các bạn nào mà muốn nuôi cá đẹp mà chất lượng, và khi mà các bạn cho ăn á, bạn sẽ ngắm được hết đồ đẹp của cá mình á, thì hãy cho ăn Artemia thử nha. Thì Artemia khi mà bỏ vào nước thì cá sẽ thấy và bơi là rất là nhanh và lùa lại rất là đã nha. Đó, đây là dòng tiếp theo, một dòng cá chưa bao giờ lên kênh của mình nữa, nó gọi là Tiger King Cobra nha các bạn nha. Đó, dòng vua của rừng các bạn nha. Tiger là những em hổ ha, là cái hoa văn của cái dòng cá này á, đang xen với nhau và nhìn trên phần thân á như những em báo và những em hổ đó các bạn nha. Đó, dòng này thì một số bạn mà đang xem kênh của mình thì chưa bao giờ thấy đâu. Đó, do là hồi xưa giờ mình có bán dòng này, nhưng mà hiện tại thì mình sẽ cập nhật thêm cho quý anh chị tất cả các bạn có thêm nhiều cái dòng cá hơn mà đẹp hơn và chất lượng như thế này. Đó, là Tiger King Cobra. Đó, rất là chất lượng với giá chỉ 50k một đôi. Và tiếp tục là dòng Green Moco ha. Dòng này thì mình đã lên rất là nhiều rồi, là dòng màu xanh lá của quý anh chị các bạn nha. Đó, thì hiện tại bên mình còn khoảng 200-300 cặp gì đó đang chờ quý anh chị các bạn đến đón ha. Và dòng Green Moco này một dòng cá được nhiều anh em và nhiều nơi trên đất nước rất là thích và được xuất khẩu đi nước ngoài rất là nhiều. Thì những cái trại lớn các bạn thì đa phần ở Việt Nam thì rất ít dòng người làm dòng Green Moco này, nhưng mà được cái ưa chuộng ở thị trường nước ngoài nhiều, nên là những anh em nào mà có cái thị trường và thị phần ở nước ngoài thì có thể nhập về làm và bán cho những anh em ở bên nước ngoài ha. Nó cứ đăng lên là anh em chốt ngay thôi. Đó, dòng này là dòng Green Moco nha. Thì hiện tại Green Moco thì giá bên mình bán là 70k một đôi nha. Đó, và đơn hàng từ 300 ngàn thì mình sẽ tặng một cặp Dumbo Coin. Các bạn cứ xem hết video này, các bạn sẽ thấy được cái phần quà, phần thưởng của video này. Đó, thì mà các bạn mua đơn hàng từ 300 ngàn ha, mình sẽ chia làm hai loại. Dumbo Coin là giá 150 và Dumbo Coin Short là 300 nha. Đó, để cho quý anh chị tất cả bạn chơi ha. Và lên tiếp tục một dòng cá độc lạ nữa là Tuxedo Gold Ribbon Finchy. Đó, bạn nào mà thích chơi bộ finchy dày mà lên phần vàng trên nửa phần thân ha, gọi là Tuxedo. Đó, Tuxedo các bạn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái máy của bộ này lên finchy dày luôn nè. Đó, lên bộ finchy dày nha, rất là chất lượng luôn. Và khi mà các bạn chơi dòng cá này, các bạn nuôi hồ kiến hay nuôi top view rất là đẹp, tại vì nó là có màu vàng trên phần thân các bạn nha. Và cá này đã vào size giống rồi, size tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi. Để về quý anh chị các bạn cho đẻ ha. Và đây là cái phần cá Dumbo Coin của video ngày hôm nay. Dumbo Coin lên bộ đang xen giữa cái đầu rất là đậm nha, và lên tay bơi màu xanh ha. Đó, rồi đang xen giữa dòng cá Dumbo và dòng cá coi, nhưng mà cái bộ máy này máy dài nha, mà chống vẫn rất là ngắn nha quý anh chị các bạn nha. Đó, nên là quý anh chị các bạn chơi đơn hàng từ 300 ngàn thì mình sẽ tặng các bạn một cặp Dumbo Coin thế này, để các bạn có những em cá, những cặp cá rất là đẹp các bạn chơi nha. Đó, tặng cá Dumbo Coin hàng đẹp và chất lượng thế này. Nó lên tay bơi xanh, dạ lên rất là tốt, có những em lên tay bơi đa màu sắc luôn ha. Và lên tiếp tục chú ý anh chị tất cả các bạn là Blutobat Ribbon Finchy ha, giá là 150k một đôi. Ví dụ mình tính cho các bạn là bắt hai cặp Blutobat Ribbon Finchy thế này sẽ tặng một cặp Dumbo Coin nữa, các bạn chịu phí ship 50k giúp mình nha, nhận cá tận nhà ha. Còn các bạn nào mà không muốn nhận cá tặng á thì chọn bộ ship, bên mình sẽ hỗ trợ ha.
Bên mình có bán thêm là cám Thái nè, cám trộn T10 là cái cám hay hot nhất trên TikTok hiện tại á, và Artemia, Artemia cú xanh là của Mỹ ha. Đó, mình sẽ bán rất là nhiều cái loại thức ăn giúp cho các bạn có thể có thức ăn tại nhà ha. Mình sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể có những loại thức ăn mà các bạn không cần tốn thời gian đi đâu hết. Bạn ở nhà là bạn đã có thức ăn cho ăn rồi. Đó, Artemia thì bạn ấp ở nhà, đó thu hoạch xong bỏ tủ lạnh để 2-3 ngày ăn bình thường. Còn cám Thái, cám trộn thì các bạn tùy theo các bạn nhu cầu ha. Đó, cám Thái thì rất là ok luôn. Cám Thái thì giá trị thì hiện tại rất là rẻ rồi. Dù giá cám Thái hiện tại đang có lên nha các bạn nha, nhưng mà mình vẫn giữ giá ha. Do là mình muốn hỗ trợ quý anh chị các bạn có những cái cặp cá đẹp và sẽ có thức ăn cho cá mình ăn với giá trị ok nhất ha. Đó, đây là dòng coi đen các bạn nha. Coi đen sọt tiếp bông Finchy. Đó, giá là 100k ha. Cho quý anh chị tất cả các bạn săn chơi nha. Các bạn cứ xem từ từ và các bạn lựa nha. Đó, rất là đẹp luôn. Bên Finchy rất là ok, ổn áp ha. Cái bộ cá này lên Finchy rất là chất lượng luôn. Quý anh chị các bạn cứ săn nhanh và liên hệ cho mình ha. Khi mà các bạn thích những dòng cá nào nè, cách thức mà các bạn có thể mua hàng được á, thì các bạn hãy chụp màn hình lại những dòng cá bạn thích và các bạn báo số lượng là cái dòng đó các bạn bắt bao nhiêu cặp qua cho mình, thì mình sẽ chốt đơn lại và gửi đến tất cả các bạn những cái cặp cá các bạn ưng ý ha. Nhận hàng thì các bạn được xem cá trước khi các bạn thanh toán nha. Đây là dòng Dumbo Big Air. Một số bạn hỏi tại sao mà tay bơi khi mà các bạn nuôi nền trắng nó sẽ lọt nha, còn khi mà các bạn nuôi nền đen á với tông nền xanh á thì cái bộ tay bơi sẽ rất là đậm, do nó sẽ tệp với cái tông nền mà các bạn nuôi ha. Đó, đây là dòng Dumbo siêu tay, là cái tay bơi siêu to ha, mà lên phần giáp rất là đẹp nha. Khi mà các bạn chơi á thì các bạn hãy lựa những cái bộ gen mà các bạn thấy ưng ý ha. Thì bên mình sẽ bao bộ gen cho quý anh chị tất cả các bạn chơi. Khi mà các bạn chơi thêm thời gian lâu dài sẽ có những cái đời con rất là chất lượng và ok ha. Và lên tiếp tục cho tất cả các bạn là Amino Gold C2 Ribbon Finchy. Mình còn vài đôi thôi nha. Hàng này mình đang về với số lượng vài đôi để cho quý anh chị tất cả các bạn có những chú cá đẹp và những cặp cá chất lượng các bạn chơi ha. Đó, hàng rất là đẹp các bạn, lên Finchy rất là ngầu luôn ha. Đó, những em này thì về chúng ta chơi ép sinh sản rất là ok luôn. Bạn thấy nè, phần Finchy lên dày cui luôn ha, và lên phần trứng vàng khè trên phần bụng luôn, quá đã luôn ha. Những cái bộ cá này mà các bạn nuôi theo bầy số lượng khủng á, thì rất là chiêu. Và lên tiếp tục cho quý anh chị tất cả bạn là dòng Metal Blue ha. Dòng này đang hot nha các bạn ha. Dòng này là cháy hàng bên các trại lớn á, do là dòng này thì du nhập từ nước ngoài về Việt Nam, cũng khoảng đang hot trên thị trường và đang được nhiều anh em ở thị trường Sài Gòn và những cái nơi mà giống như là thành phố lớn á đang tập trung vào chơi dòng này nhiều, do là nhập được về đầu tiên các bạn nha. Ở miền Tây á, các bạn đi vòng vòng đi cũng không thấy dòng này nhiều đâu. Đó, dòng Metal ha. Metal gọi là Metal các bạn, phần ribbon trên phần thân ha, và lên phần màu xanh. Metal Blue là ribbon quấn trên thân đó. Đó, rất là đẹp các bạn nha. Kiểu như bạn nào thích chơi những dòng cá độc lạ thì hôm nay mình lên thêm cho tất cả bạn đổi gió và đổi thêm gia vị ha. Và lên tiếp tục là dòng cuối cùng của video ngày hôm nay là Dumbo Koi. Dòng này thì mình đã chốt cho tất cả các bạn rất là nhiều. Và Dumbo Koi Sọt nha các bạn nha. Dumbo Koi Sọt là giá 300k một đôi ha. Đó, bạn bắt một cặp này mình tặng các bạn một cặp Dumbo Koi thường ha. Đó, để cho tất cả các bạn có thể có những cặp cá các bạn chơi trong thời điểm hiện tại ha. Xin chúc tất cả các bạn sẽ có thật nhiều kiến thức hơn khi mà xem kênh của mình, và sẽ biết được thêm nhiều dòng cá bảy màu đẹp chất lượng, dù rất nhỏ bé nhưng mà mang một cái giá trị rất là lớn, do là cái người làm cá họ đã đặt cái tâm huyết rồi ha. Và các bạn hãy xem hết video để các bạn lựa thêm thức ăn phụ kiện nha. Chào mừng quý anh chị và tất cả các bạn đến với kênh của Đức Đỗ nha. Đây là những cái thức ăn phụ kiện giúp cho cá cảnh tốt hơn. Loại đầu tiên là cám Thái, loại thức ăn viên 3/5, là viên siêu mịn luôn mấy ông. Đó ha. Mấy quý anh chị các bạn nào thích cho cá bột á, hoặc là cá lớn ăn cám trộn thử á, thì có thể mua loại này 30k. Đó, cho cá ăn tại nhà rất là tốt ha. Và loại thức ăn cao cấp hơn một tí là cám trộn T10, thì nó sẽ trộn được nhiều thành phần lại với nhau nè không. Đó, có công dụng nè, hỗ trợ cá lên màu nè, cá nhanh lớn nè, siêu bung size tối đa mấy không. Đó, có một số cái thành phần nó được liệt kê tối đa trong đây luôn cho mấy ông có thể biết được cái sự hiệu nghiệm và cái chất lượng thế nào. Loại này là 60k trên 50g ha. Và tiếp tục loại thức ăn thứ ba là thức ăn cho cá con, cá bột ha. Mấy ông cá bảy màu mà mới nở ra thì có thể ấp Artemia này cho cá ăn liền rất là tốt ha. Ấp Artemia thì mấy ông đây là nó hũ từ nội hũ ông Artemia Mỹ từ chiếc ra nha. Đó, cứ yên tâm mà mua này về cho cá con ăn rất tốt ha, là 50g trên 150.000 nha. Đó. Rồi, thì từ thức ăn rồi đúng không mấy ông? Đó, thì sẽ có những cái thuốc trị bệnh và ngừa bệnh cho cá bảy màu ha, và cá beta. Thì ở đây tôi có một cái combo ha, hai chai là Anti-Chest và Barakil ha. Đó, một chai là giải độc khẩn cấp trị túm lắc từ lừ đừ ha. Đó, còn chai kia là trị ký sinh trùng cho cá nha. Đó,
thì mỗi cái chai đều có cái công dụng riêng, mà hai chai này kết hợp lại với nhau cực kỳ hiệu quả nha, được review rất là tốt trên TikTok và những nền tảng mà có thể quảng bá thương hiệu á. Thì sản phẩm cho bên công ty Khát Khỏe Cá Sung này thì một sản phẩm mới nhưng mà cái công dụng rất là ok nha mấy ông nha. Nếu ông nào mà thích xài cái combo này thì giá là combo hai hộp hai chai này là 100.000 ha. Đó, chai lẻ 50 đó. Và nếu mà mấy ông mà có cá mà hay bị trường hợp là hay bị sình bụng hay là bị ăn không tiêu á thì có cái chai này mấy ông nha. Đó, Cá Khỏe nước trong nè, đó là BA bát cộng ha, mấy ông cái này thức ăn mấy ông xịt vào ha. Một ít trước khoảng 2 phút mà mấy ông cho ăn thì cá đi phân rất tốt ha, với giá là 60k bị coi ca bát cộng nha. Và không thể thiếu ở bên mình nữa đó là hai cái loại thuốc mà đã đi đầu trong cái thị trường cá bể màu Việt Nam ha, đó là Antibio và Bionox nha. Hai loại này là hai cái chai, mà một chai này là chị ký sinh trùng mà chị tấm đất nè, còn chai này chị nấm trắng mà nấm ông gòn ha. Hai chai này rất là ok ha, một chai 110k với là một chai 50k đó. Và cuối cùng là hai cái sản phẩm để cho bạn ấp được Atomy thì có máy oxy là 55k và cái bộ ấp là 30k ha. Rồi, xin chúc tất cả các bạn sẽ mua được cá và mua được một số sản phẩm tốt và ok hiệu quả để nuôi cá mình tốt ha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn quý anh chị trong một cái video gần nhất nha. Bye bye.